Chào bạn, nếu như mà đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Little Hailey, thì đây sẽ là một cái chuỗi series mình làm về sách nói và tập trung chủ yếu chia sẻ những cái cuốn sách hay về sức khỏe cũng như là đời sống. Để tiếp tục cái chuỗi series này, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn phần 2 của cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Thì trong phần 2 này chúng ta sẽ có 6 chương, bao gồm chương 5, chương 6, chương 7, chương 8, chương 9 và chương 10. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là chương 5, có nội dung là bệnh tim. Và cho những thính giả nào chúng ta muốn tìm nghe những cái chương trước của cuốn sách này, thì mình sẽ để tất cả những cái link video ở bên dưới phần mô tả cho các bạn có thể tìm lại và nghe nhé. Ok, chúng ta cùng vào nội dung chính của video ngày hôm nay thôi. Căn bệnh của sự giàu có. Ở các xã hội văn minh và thịnh vượng, nhiều người đang chết dần, chết mòn vì sự dư giả. Mỗi ngày trong tuần, chúng ta ăn những bữa ăn thừa mứa như các ông hoàng bà chúa ngày xưa, và sự sung túc đó đang giết chết chúng ta. Nhiều người mắc bệnh tim, ung thư, đột quỵ, Alzheimer, béo phì hoặc tiểu đường. Rất có khả năng bản thân bạn cũng đang mắc một trong những căn bệnh này, hoặc một trong những căn bệnh này đang hoành hành trong gia đình bạn. Như chúng ta đã thấy, những căn bệnh này ít được biết đến ở những nơi như vùng nông thôn Trung Quốc, nơi người dân tồn tại chủ yếu nhờ vào thực phẩm toàn phần thuần thực vật, WFPP. Nhưng những căn bệnh này xuất hiện khi xã hội dần chuyển sang tích lũy của cải và mọi người bắt đầu ăn nhiều thịt, sữa và các sản phẩm tinh chế hơn, như bánh quy giòn, bánh quy và soda. Trong các bài nói chuyện trước cộng đồng, tôi thường bắt đầu bằng cách kể với khán giả câu chuyện riêng của mình, như tôi đã làm trong cuốn sách này. Lúc nào cũng vậy, khi kết thúc bài giảng, tôi nhận được câu hỏi từ những người muốn biết thêm về chế độ ăn uống và các căn bệnh cụ thể liên quan sự sung túc. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng căn bệnh mà bạn quan tâm có nhiều điểm chung với các căn bệnh của sự giàu có khác, nhất là nếu nói đến vấn đề dinh dưỡng. Không có cái gọi là chế độ ăn uống đặc biệt cho ung thư hay một chế độ cụ thể cho từng loại bệnh. Hiện giờ, các bằng chứng tích lũy được từ các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới cho thấy một chế độ ăn uống lành mạnh hỗ trợ rất tốt cho việc ngăn ngừa ung thư, cũng tốt cho việc bệnh phòng ngừa bệnh tim, cũng như bệnh béo phì, tiểu đường, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, bệnh Alzheimer, rối loạn chức năng nhận thức, bệnh đa xơ cứng, loãng xương và các căn bệnh khác. Hơn nữa, chế độ ăn uống này cũng có thể đem lại lợi ích cho mọi người, bất kể gen hay khuynh hướng cá nhân của họ là gì. Sau mỗi bài giảng, mọi người thường đến trò chuyện với tôi về ốm đau bệnh tật, và một số ít người đã tự giải quyết vấn đề này khi áp dụng chế độ ăn uống này. Hầu hết, các căn bệnh này đều chịu thúc đẩy từ cùng một yếu tố: chế độ ăn uống độc hại và lối sống thiếu lành mạnh. Chúng thường dễ gây bệnh tật hơn là làm cho con người khỏe mạnh. Cụ thể hơn, đó là chế độ ăn uống kiểu phương Tây. Ngược lại, có một chế độ ăn uống để chống lại tất cả các căn bệnh này: chế độ ăn thuần thực vật và toàn phần, WFPP. Các chương sau đây được trình bày theo từng căn bệnh hoặc nhóm bệnh. Mỗi chương đều có bằng chứng cho thấy thực phẩm liên quan đến căn bệnh đó như thế nào. Khi bạn đọc từng chương, bạn sẽ dần thấy hiểu rộng và chiều sâu của những cuộc tranh luận khoa học liên quan đến chế độ ăn WFPP. Đối với tôi, tính nhất quán của các bằng chứng liên quan đến một nhóm bệnh khác nhau đã là khía cạnh thuyết phục nhất của lập luận này. Khi chế độ ăn uống WFPP được chứng minh rõ ràng mang lại lợi ích cho nhiều loại bệnh như vậy, có lý nào người ta có dự định sử dụng bất kỳ chế độ ăn uống nào khác? Tôi nói không, và tôi nghĩ bạn cũng sẽ đồng ý. Nước Mỹ và hầu hết các quốc gia phương Tây khác đã nhầm lẫn khi đề cập đến chế độ ăn uống và sức khỏe, và họ đã phải trả giá nghiêm trọng. Nhiều người bị bệnh, thừa cân và trở nên hoang mang khi tiến hành các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Tôi chạm trán với lượng thông tin gây tranh cãi trong phần 2 và trở nên choáng ngợp. Tôi nhận thức rõ ràng vài quy ước được tôn trọng nhất của xã hội phương Tây là sai lầm, còn các bằng chứng khoa học về sức khỏe thì hết sức mơ hồ.
Điều tệ nhất là đa số người dân thường không nghi ngờ gì những thông tin này, trong khi họ chính là những người phải trả giá đắt nhất. Cuốn sách này chính là nỗ lực của tôi để sửa chữa những sai lầm này. Như bạn sẽ thấy trong các chương sau, dù là bệnh tim hay ung thư, bệnh béo phì hay chứng mù, tất cả đều sẽ có cách giải quyết và làm tối ưu hóa sức khỏe. Là một bác sĩ, Tom đã nhìn thấy sự hủy hoại của những căn bệnh này. Chúng là dấu hiệu báo trước của bi kịch của mỗi cá nhân mà rất nhiều người trong chúng tôi từng trải qua. Ngoài những mất mát của mỗi người bệnh, chúng còn gây ra những gánh nặng về chi phí chăm sóc y tế, đe dọa nền kinh tế của chúng ta. Những căn bệnh này cũng gây thêm thất vọng cho những chuyên gia y tế đã nỗ lực trong việc giúp đỡ người bệnh. Nó có thể khiến bạn nản lòng khi phải làm việc chăm chỉ để giúp đỡ người bệnh, nhưng dù nỗ lực đến đâu đi chăng nữa, tình trạng sức khỏe của họ vẫn bị suy giảm. Tất cả những vấn đề này cần có một giải pháp mới nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân gây bệnh tật trong thời hiện đại này. Như bạn sẽ thấy trong các chương sau, giải pháp này có thể đơn giản đến không ngờ. Chương 5. Bệnh tim. Hãy đặt bàn tay lên ngực bạn và cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. Giờ hãy đặt tay lên bất cứ nơi đâu mà bạn có thể cảm thấy mạch đập của mình. Mạch đập là dấu hiệu sự sống của bạn. Trái tim của bạn tạo ra nhịp đập. Nó làm việc cho bạn từng phút trong ngày, mỗi ngày trong năm và mỗi năm trong cuộc đời bạn. Trong suốt cuộc đời, trung bình trái tim bạn sẽ đập khoảng 3 tỷ lần. Giờ hãy dành ra một chút thời gian để nhận ra rằng trong suốt thời gian bạn đang đọc đoạn trên, có nhiều hơn một người Mỹ bị tắc nghẽn động mạch trong tim, làm máu khó lưu thông, bắt đầu tiến trình suy yếu nhanh chóng của mô, khiến các tế bào chết đi. Quá trình này chính là một cơn đau tim. Vào thời điểm bạn đọc xong trang này, có 4 người Mỹ bị đau tim và 4 người khác bị đột quỵ hoặc suy tim đánh gục. Trong 24 giờ tiếp theo, có 3.000 người Mỹ lên cơn đau tim, gần bằng với số người chết vì vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trái tim là trung tâm của sự sống, nhưng ở Mỹ, nó còn là trung tâm của cái chết. Sự suy yếu của tim và hệ tuần hoàn giết chết 40% người Mỹ, nhiều hơn số người bị giết chết bởi bất kỳ thương tích hay bệnh tật nào, kể cả căn bệnh ung thư. Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong gần 100 năm qua. Bệnh này không phân biệt giới tính hoặc chủng tộc, mọi người đều có thể mắc bệnh tim. Nếu bạn hỏi hầu hết phụ nữ bệnh gì gây ra rủi ro lớn nhất cho họ, bệnh tim hay ung thư vú? Nhiều phụ nữ chắc chắn sẽ nói ung thư vú, nhưng họ đã sai. Tỷ lệ tử vong của phụ nữ bị bệnh tim cao gấp 8 lần so với tỷ lệ tử vong do ung thư vú, ít nhất là ở Mỹ. Nói đến trò chơi Mỹ, thì đó chính là bóng chày, món tráng miệng kiểu Mỹ là bánh táo. Và nói đến căn bệnh của người Mỹ thì chỉ có thể là bệnh tim. Mọi người đang hành động. Năm 1950, nữ diễn viên Judy Holliday chiếm lĩnh màn ảnh. Tay golf vĩ đại Ben Hogan thống trị thế giới sân golf. Với nhạc kịch South Pacific đã chiến thắng trong giải thưởng Tony. Và vào ngày 25 tháng 6, Bắc Triều Tiên xâm lược Hàn Quốc. Chính quyền Mỹ ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại. Chỉ trong vài ngày, Tổng thống Truman đã gửi quân đội tới Hàn Quốc. Các bộ binh và các máy bay ném bom vào cuộc để đẩy lùi quân đội Bắc Triều Tiên. Vào tháng 7 năm 1953, một thỏa thuận ngừng bắn chính thức đã được ký kết và cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Trong khoảng thời gian 3 năm chiến tranh này, hơn 30.000 lính Mỹ đã thiệt mạng. Kết thúc cuộc chiến, một nghiên cứu khoa học mang tính bước ngoặt đã được báo cáo trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. Các bác sĩ quân y đã mổ khám tim của 300 người lính tử trận tại Hàn Quốc. Những người lính này có độ tuổi trung bình là 22, chưa từng được chuẩn đoán mắc bệnh tim. Trong lúc phân tích, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra bằng chứng gây choáng váng. 77,3% trái tim được phân tính có bằng chứng sờ sờ về bệnh tim. 77,3% là một tỷ lệ gây sửng sốt. Vào thời điểm khi kẻ giết người số 1 của chúng ta vẫn còn là một bí ẩn, nghiên cứu trên đã chứng minh rõ ràng rằng bệnh tim xuất hiện và phát triển ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời. Hơn thế nữa, bất kỳ ai cũng dễ dàng mắc bệnh.
Những người lính này không phải là những kẻ lười biếng. Họ đang trong tình trạng thể chất tốt nhất. Kể từ đó, một số nghiên cứu khác đã xác nhận rằng bệnh tim là bệnh phổ biến ở thanh niên Mỹ. Bệnh tim. Nhưng bệnh tim là gì? Một trong những nguyên nhân cốt lõi gây bệnh là mảng bám, còn gọi là mảng xơ vữa, trên thành động mạch. Mảng bám gồm nhiều lớp màu mỡ các protein, chất béo, gồm cholesterol, hệ tế bào miễn dịch và các thành phần khác tích tụ trên các thành động mạch vành. Tôi đã nghe bác sĩ phẫu thuật nói rằng nếu bạn chạm ngón tay lên một động mạch tích tụ mảng bám, thì sẽ có cảm giác giống như chạm vào một miếng bánh phô mát ấm áp. Nếu bạn có mảng bám tích tụ trong động mạch vành, bạn có nguy cơ bị bệnh tim. Trở lại với những người lính đã được khám tử thi ở Hàn Quốc, hơn 20 người có rất nhiều mảng bám, chèn kín 90% động mạch. Tại sao những người lính này không bị đau tim? Tính ra ở máu chỉ có thể lưu thông trên 10% dung tích động mạch được mở, nghĩa là máu phải luồn lách lưu thông qua những động mạch hẹp bé ấy. Bao nhiêu khoảng không đó sao có thể đủ được? Hóa ra, các mảng bám trên thành của động mạch tích tụ từ từ qua nhiều năm và dòng máu có thời gian để thích nghi, điều chỉnh. Hãy hình dung máu chảy qua động mạch như dòng sông chảy xiết. Nếu bạn đặt vài hòn đá ở hai bên sông mỗi ngày trong nhiều năm, giống như những mảng bám tích tụ trên các thành động mạch, nước sẽ tìm cách khác để đến được nơi nó muốn. Có lẽ sông sẽ tạo thành một số dòng chảy nhỏ trên các tảng đá. Có lẽ sông sẽ luồn dưới các hòn đá, tạo thành các đường hầm nhỏ, hoặc có thể sẽ chảy thành các dòng nhỏ, đi theo con đường mới hoàn toàn. Những con đường mới xung quanh hoặc xuyên các hòn đá được gọi là mạch nhánh. Điều tương tự xảy ra trong trái tim. Nếu mảng bám tích tụ trong khoảng vài năm, sẽ có đủ thời gian cho mạch nhánh phát triển để máu vẫn có thể đi xuyên qua trái tim. Tuy nhiên, động mạch tích tụ qua nhiều mảng bám có thể gây tắc nghẽn dòng máu và dẫn đến đau thắt ngực hoặc bệnh viêm họng. Nhưng sự tích tụ này hiếm khi dẫn đến bệnh đau tim. Về điều gì dẫn đến bệnh đau tim? Hóa ra, sự tích tụ ít nghiêm trọng hơn của mảng bám, chặn dưới 50% động mạch mới là thủ phạm, chính gây ra bệnh đau tim. Mỗi mảng bám này đều có một lớp tế bào, được gọi là nút. Nó phân tách và bảo vệ lõi của mảng bám khi dòng máu chảy qua. Ở các mảng bám nguy hiểm, nút yếu và mỏng, chắc chắn liên quan đến chế độ ăn uống tạo ra môi trường mô với quá nhiều các chất oxy hóa và thiếu các chất chống oxy hóa. Nghĩa là chế độ ăn uống có dư lượng thực phẩm từ động vật và thiếu lượng thực phẩm từ thực vật. Do đó, máu chảy qua có thể ăn mòn nút cho đến khi nó vỡ ra. Lúc này, phần lõi trong các mảng bám hòa vào máu. Do đó, máu bắt đầu đông lại thành cục xung quanh chỗ vỡ. Các cục máu đông phát triển và có thể chặn toàn bộ động mạch. Khi động mạch bị tắc nghẽn, nhanh chóng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, các mạch máu nhỏ sẽ không phát triển kịp để dòng máu lưu thông. Khi điều này xảy ra, máu chảy xuống chỗ vỡ bị suy giảm nghiêm trọng và cơ tim không nhận được lượng oxy cần thiết. Tế bào cơ tim bắt đầu chết, cơ chế bơm hút của tim yếu dần và người đó có thể cảm thấy đau thắt ở ngực hoặc cơn đau tê nhức lan xuống cánh tay, lên cổ và hàm. Tóm lại, nạn nhân bắt đầu chết. Đây là quá trình diễn ra sau gần hết 1,1 triệu cơn đau tim xảy ra ở Mỹ mỗi năm và tỷ lệ tử vong vì đau tim là hơn 1/3 tính đến khoảng thời điểm năm 2015. Chúng ta biết rằng sự tích tụ các mảng bám vừa và nhỏ sẽ gây tắc nghẽn ít hơn 50% động mạch và là nguyên nhân dễ gây ra tử vong nhất. Vậy làm thế nào chúng ta có thể dự đoán được thời gian diễn ra các cơn đau tim? Thật không may, với công nghệ hiện có, chúng ta không thể làm được điều này. Chúng ta không thể biết được mảng bám nào sẽ vỡ, khi nào sẽ xảy ra và mức độ nghiêm trọng của nó. Tuy nhiên, những gì chúng ta biết là nguyên cơ gây đau tim. Những gì từng được coi là cái chết bí ẩn lấy đi sinh mạng của nhiều người ở bao giai đoạn sung sức nhất trong cuộc đời đã được khoa học soi chiếu. Trong lịch sử, không có nghiên cứu nào có ảnh hưởng lớn hơn những nghiên cứu của dự án tim mạch Framingham. Chú thích: Framingham Heart Study, dự án nghiên cứu tim mạch Framingham, một dự án chung của Bệnh tim, Phổi và Máu Quốc gia và Đại học Boston, Hoa Kỳ. Framingham, sau Tế chiến thứ hai,
Viện Tim Quốc gia Hoa Kỳ được thành lập với ngân sách khiêm tốn, trong khi phải đảm bảo nhận một nhiệm vụ khó khăn. Các nhà khoa học đã biết rằng những mảng bám và các thành động mạch của trái tim gồm có cholesterol, lớp màng lipid kép và các axit béo. Nhưng họ không biết tại sao những tổn thương này được hình thành, chúng phát triển như thế nào, hoặc chính xác là làm cách nào chúng dẫn đến những cơn đau tim. Trong lúc tìm kiếm câu trả lời, viện quyết định quan sát một nhóm dân cư trong nhiều năm, lưu giữ chi tiết hồ sơ bệnh án của tất cả những người này, để tìm xem những ai mắc bệnh tim và những ai không mắc bệnh. Các nhà khoa học đã tới Framingham, Massachusetts, nằm ngay bên ngoài Boston. Thị trấn Framingham thấm đẫm lịch sử nước Mỹ, nơi mà những người châu Âu định cư đầu tiên trên mảnh đất này vào thế kỷ thứ 17, cũng là nơi ghi dấu ấn nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của nước Mỹ. Vào năm 1948, thành phố này đã đảm nhận thêm một vai trò nổi tiếng hơn nữa. Hơn 5.000 dân cư của Framingham, cả nam và nữ, dưới sự thúc đẩy và khuyến khích của các nhà khoa học đã đồng ý tham gia vào cuộc thử nghiệm nhằm giúp nhân loại tìm hiểu về bệnh tim. Chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều từ nghiên cứu này bằng cách thăm khám những người mắc và không mắc bệnh tim, so sánh các hồ sơ bệnh án của họ. Dự án nghiên cứu tim mạch Framingham đã phát triển khái niệm về yếu tố nguy cơ như cholesterol, huyết áp, hoạt động thể chất, hút thuốc, béo phì và so sánh các hồ sơ bệnh án. Nhờ nghiên cứu Framingham, hiện giờ chúng ta đã biết rằng các yếu tố này đóng vai trò trọng yếu đối với nguy cơ gây ra bệnh tim. Trong nhiều năm, các bác sĩ đã sử dụng mô hình dự báo Framingham để biết được ai là người có nguy cơ mắc bệnh tim cao và ai không. Hơn 1.000 bài báo khoa học đã được xuất bản từ nghiên cứu này. Hiện nay, nó vẫn đang được tiếp tục và đã nghiên cứu đến thế hệ thứ tư của dân Framingham. Viên ngọc sáng của dự án nghiên cứu Framingham là những phát hiện về cholesterol trong máu. Năm 1961, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra một cách thuyết phục mối tương quan giữa lượng cholesterol cao trong máu và bệnh tim. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng những người đàn ông có mức cholesterol cao hơn 244mg trên decilit có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch vành cao gấp 3 lần so với những người có mức cholesterol dưới 210mg trên decilit. Câu hỏi gây tranh cãi là mức cholesterol trong máu có thể giúp dự báo chính xác tình trạng nguy kịch của bệnh tim hay không? Mức cholesterol đã làm thay đổi mọi thứ. Trong báo cáo này, huyết áp cao cũng được xác định là một nguy cơ bệnh tim. Việc xác định cụ thể tầm quan trọng của những dấu hiệu rủi ro đã dự báo cho một cuộc cách mạng về lý thuyết. Thời bấy giờ, khi bắt đầu nghiên cứu này, hầu hết các bác sĩ tin rằng bệnh tim là bệnh từ trên trời rơi xuống và chúng ta không thể làm được gì nhiều để chữa trị nó. Trái tim cũng giống như động cơ xe hơi. Khi chúng đã già đi, các bộ phận không hoạt động tốt và đôi khi dở chứng. Nhưng khi chứng minh rằng chúng ta có thể đoán trước được căn bệnh này bằng cách đo lường các yếu tố rủi ro, thì ý tưởng phòng ngừa bệnh tim đột nhiên rất có giá trị. Các nhà nghiên cứu đã viết, rõ ràng một chương trình phòng ngừa là cần thiết. Đơn giản là hạ thấp các mối nguy, chẳng hạn như cholesterol trong máu và huyết áp, và bạn giảm được nguy cơ mắc bệnh tim. Ở nước Mỹ ngày nay, máy đo cholesterol và huyết áp là sản phẩm gia dụng. Người dân Mỹ chi hơn 30 tỷ đô la một năm cho các loại thuốc giúp kiểm soát các mối nguy và một số khía cạnh khác của bệnh tim mạch. Hầu như ai cũng biết rằng mình có thể ngăn ngừa cơn đau tim bằng cách giữ khoảng cách cho các yếu tố rủi ro của mình ở mức phù hợp. Nhận thức này chỉ mới hình thành khoảng 50 năm nay và công lớn là từ các nhà khoa học và đối tượng nghiên cứu của dự án tim mạch Framingham. Nghiên cứu ở bên ngoài nước Mỹ. Framingham là dự án nghiên cứu tim mạch nổi tiếng nhất từng được thực hiện, nhưng nó cũng chỉ là một phần của hệ thống nghiên cứu khổng lồ được thực hiện ở Mỹ trong hơn 60 năm qua. Nghiên cứu gần đây đã có kết luận đáng báo động rằng người Mỹ thuộc vào nhóm có tỷ lệ mắc bệnh tim cao nhất trên thế giới. Một nghiên cứu được xuất bản năm 1959 đã so sánh tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch vành ở 20 quốc gia khác nhau. Nhiều nghiên cứu đã khảo sát xã hội phương Tây. Nếu nhìn vào các xã hội truyền thống,
chúng ta sẽ thấy có sự chênh lệch đáng kể ở tỷ lệ mắc bệnh tim. Chẳng hạn, vùng cao nguyên Papua New Guinea hiếm khi xuất hiện trong các nghiên cứu vì người dân ở đây ít bị bệnh tim. Hay như chúng ta vẫn nhớ tỷ lệ bệnh tim ở các vùng nông thôn Trung Quốc thấp như thế nào. Trong khi đó, người Mỹ chết vì bệnh tim với tỷ lệ cao gấp 17 lần so với những người Trung Quốc cùng nhóm đối chứng. Tại sao người Mỹ lại bị hạ gục bởi bệnh tim vào những năm 1960-1970, trong khi phần lớn thế giới không mảy may bị ảnh hưởng? Khá đơn giản, vì thức ăn. Ở những nơi có tỷ lệ bệnh tim thấp, người dân ăn ít chất béo bão hòa và đạm động vật. Thay vào đó, ăn nhiều các loại ngũ cốc nguyên hạt, hoa quả và rau củ. Nói cách khác, họ sống chủ yếu dựa vào thức ăn có nguồn gốc thực vật, trong khi người Mỹ sống chủ yếu dựa vào thức ăn có nguồn gốc động vật. Nhưng liệu có thể là do đặc tính di truyền cho một nhóm người, khiến cho nhóm người này dễ mắc bệnh tim hơn? Điều này là không đúng. Vì qua nghiên cứu trên một nhóm được thừa hưởng gen di truyền tương đồng, mối quan hệ tương tự giữa chế độ ăn uống và bệnh tật cũng được ghi nhận. Ví dụ, những người đàn ông Nhật sống ở Hawaii hoặc California có mức cholesterol trong máu cao và có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch vành cao hơn nhiều so với những người đàn ông Nhật sống tại Nhật Bản. Thói quen hút thuốc cũng không phải là nguyên nhân vì những người đàn ông hút thuốc nhiều ở Nhật Bản vẫn ít mắc bệnh tim mạch vành hơn những người Mỹ gốc Nhật. Nguyên nhân rõ ràng là do bối cảnh văn hóa ăn uống ở từng nơi khác nhau, vì hầu hết những người này đều có gen di truyền giống nhau. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rõ ràng rằng chế độ ăn uống, họ viết rằng mức cholesterol trong máu tăng lên với chế độ ăn hấp thu các chất béo bão hòa, protein động vật và cholesterol trong thực phẩm. Mặt khác, cholesterol tỷ lệ nghịch với lượng carbohydrate phức hợp được ăn vào. Nói một cách đơn giản, thực phẩm có nguồn gốc động vật làm tăng lượng cholesterol trong máu. Thực phẩm có nguồn gốc thực vật làm giảm lượng cholesterol trong máu. Nghiên cứu này cho thấy rõ ràng rằng chế độ ăn uống không tốt có thể gây ra bệnh tim. Hơn nữa, các kết quả đã vẽ nên một bức tranh nhất quán. Chúng ta càng ăn nhiều chất béo bão hòa và cholesterol, tức là tiêu thụ nhiều thực phẩm có nguồn gốc động vật, chúng ta càng có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Và điều này cũng xảy ra với người dân ở các cộng đồng ăn nhiều đạm như người Mỹ. Họ cũng có tỷ lệ mắc bệnh tim tăng vọt. Trong thời gian gần đây, ở nhiều nước, tỷ lệ tử vong do bệnh tim đã cao hơn ở nước Mỹ. Nghiên cứu đi trước thời đại. Giờ chúng ta biết bệnh tim là gì và xác định được những yếu tố quyết định nguy cơ dẫn tới căn bệnh này. Nhưng chúng ta sẽ làm gì một khi căn bệnh xảy ra đến với chúng ta? Khi dự án nghiên cứu tim mạch Framingham vừa mới bắt đầu, một số bác sĩ đã cố gắng tìm cách điều trị bệnh tim thay vì tìm cách ngăn ngừa nó. Về nhiều mặt, các biện pháp can thiệp của những nhà điều trị này đã đi trước thời đại. Đây là những chương trình điều trị thành công nhất vào thời điểm đó. Sử dụng công nghệ tiên tiến nhất sẵn có, tác động vào bữa ăn. Các bác sĩ này nắm bắt được các nghiên cứu đang được tiến hành lúc bấy giờ và đã liên kết thông tin thật hợp lý hợp tình. Họ nhận ra rằng 1. Tiêu thụ quá nhiều chất béo và cholesterol gây ra chứng xơ vữa động mạch, làm cứng các động mạch và tích tụ mảng bám ở các con vật thí nghiệm. 2. Ăn thức ăn giàu cholesterol làm tăng cholesterol trong máu. 3. Cholesterol trong máu cao có thể dự đoán và hoặc là nguyên nhân gây ra bệnh tim. 4. Phần lớn dân số trên thế giới không bị bệnh tim, và ở những nước này, người dân có các chế độ ăn uống, tiêu thụ ít chất béo và cholesterol. Vì vậy, các bác sĩ quyết định thử thay đổi tình trạng bệnh tim ở bệnh nhân bằng cách cho họ ăn theo chế độ ít chất béo và cholesterol. Bác sĩ Lester Morrison ở Los Angeles là người cấp tiến nhất. Ông bắt đầu một nghiên cứu vào năm 1946, 2 năm trước nghiên cứu Framingham, nhằm xác định mối quan hệ giữa lượng chất béo cơ thể tiêu thụ với mức độ của bệnh xơ vữa động mạch. Trong nghiên cứu của mình, ông đã hướng dẫn cho 100 người sống sót sau cơn đau tim, một nửa thì duy trì chế độ ăn bình thường và nửa còn lại áp dụng thử chế độ ăn kiêng thử nghiệm. Trong nhóm ăn kiêng,
ông giảm lượng mỡ và cholesterol trong bữa ăn của bệnh nhân. Một trong những thực đơn mẫu đã được công bố cho thấy ông chỉ cho phép bệnh nhân sử dụng một lượng nhỏ thịt, chỉ 2 lần trên ngày, khoảng 50 gram thịt, nướng đông lạnh, thịt nạc với sữa ong chúa cho bữa ăn trưa, khoảng 50 gram thịt nạc cho bữa ăn tối. Ngay cả khi bạn yêu thích thịt nướng ăn kèm rau trộn, bạn cũng không được phép ăn nhiều. Thực tế thì danh sách các thực phẩm bị cấm trong chế độ ăn thực nghiệm là khá dài và có bao gồm cả kem, thịt lợn, thịt mỡ, chất béo động vật, sữa nguyên kem, kem, bơ, lòng đỏ trứng gà, bánh mì và các món tráng miệng làm từ bơ, trứng toàn phần, sữa nguyên kem. Chế độ ăn uống này có đạt được kết quả gì không? Sau 8 năm, chỉ 12 trong tổng số 50 người ăn chế độ bình thường của người Mỹ còn sống, khoảng 24%. Ở nhóm ăn kiêng, 28 người vẫn còn sống, 56%, gấp 2,5 lần số người sống sót trong nhóm đối chứng. Sau 12 năm, tất cả bệnh nhân trong nhóm ăn bình thường đều chết. Nhưng trong nhóm ăn kiêng, 19 người vẫn còn sống. Tỷ lệ sống sót là 38%. Đáng buồn là mặc dù nhiều người trong nhóm ăn kiêng vẫn qua đời, nhưng rõ ràng là họ đã làm kết cục này đến trễ hơn bằng cách ăn rất ít thức ăn có nguồn gốc động vật và ăn nhiều hơn những thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Năm 1946, khi bác sĩ Lester Morrison bắt đầu nghiên cứu, hầu hết các nhà khoa học tin rằng bệnh tim là một phần không thể tránh khỏi của tuổi già và chúng ta gần như không thể làm được gì để ngăn nó. Tuy Morrison không chữa được bệnh tim, nhưng ông đã chứng minh rằng một cách đơn giản như kiểm soát chế độ ăn uống có thể làm thay đổi đáng kể tiến trình của bệnh, ngay cả khi bệnh tiến triển nhanh đến mức đã gây ra cơn đau tim. Cùng thời gian đó, một nhóm nghiên cứu khác cũng đã chứng minh được điều tương tự. Một nhóm bác sĩ ở Bắc California đã cho rằng một nhóm lớn những bệnh nhân bị bệnh tim nặng dùng chế độ ăn giảm chất béo và ít cholesterol. Các bác sĩ này phát hiện ra rằng những bệnh nhân có tỷ lệ tử vong thấp hơn so với nhóm bệnh nhân không theo chế độ ăn kiêng. Rõ ràng chúng ta đã có hy vọng. Bệnh tim không phải là kết quả tất yếu của tuổi già. Và ngay cả khi những người mắc bệnh tim, thì một chế độ ăn giảm chất béo và ít cholesterol cũng có thể giúp kéo dài đáng kể cuộc sống của họ. Đây là một bước tiến đáng kể đối với những khám phá và hiểu biết của chúng ta về bệnh tim. Kẻ giết người số 1. Hơn nữa, hiểu biết mới này đã làm cho chế độ ăn uống và một số yếu tố liên quan khác trở thành những phần quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại bệnh tim mạch. Thế nhưng, bất cứ cuộc thảo luận nào về chế độ ăn uống cũng đều bó hẹp trong phạm vi chất béo và cholesterol. Hai dưỡng chất bị cô lập này trở thành những kẻ xấu. Hiện giờ, chúng ta đã biết mình đã nhầm lẫn khi cứ săm soi chất béo và cholesterol. Có một khả năng mà không ai muốn xem xét đến. Chất béo và cholesterol chỉ là các chỉ số đo lường về lượng thực phẩm có nguồn gốc động vật được ăn vào. Ví dụ, nhìn vào mối quan hệ giữa lượng protein động vật được tiêu thụ và số người chết vì bệnh tim ở nam giới trong độ tuổi từ 55 đến 59 ở 20 quốc gia khác nhau trong biểu đồ 5.3. Nghiên cứu này cho thấy bạn ăn càng nhiều đạm động vật, bạn càng có khả năng mắc bệnh tim nhiều hơn. Ngoài ra, hàng chục nghiên cứu thực nghiệm cho thấy khi những con vật như chuột, thỏ và heo ăn protein động vật, ví dụ như uống sữa bò có chứa casein, mức cholesterol đột ngột tăng lên. Trong khi cho ăn protein thực vật, ví dụ như protein đậu nành, thì lại làm giảm lượng cholesterol. Các nghiên cứu ở người không chỉ xác nhận những phát hiện này, mà còn cho thấy so với việc giảm hấp thu chất béo hoặc cholesterol, thì sử dụng đạm thực vật có tác dụng hạ thấp mức cholesterol hiệu quả hơn. Trong khi một số nghiên cứu liên quan đến protein động vật được tiến hành trong suốt 30 năm qua, thì đã có những nghiên cứu khác được công bố cách đây hơn 60 năm, khi nền y tế thế giới mới bắt đầu thảo luận về chế độ ăn uống và bệnh tim. Năm 1941, các nghiên cứu trên thỏ đã chỉ ra rằng protein động vật, casein, gây ra xơ vữa động mạch ở mức nghiêm trọng hơn gấp 5 lần so với protein thực vật, đậu nành. Thậm chí, những nghiên cứu thực nghiệm hơn một thế kỷ trước đã sớm điều tra ra thực phẩm và chế độ ăn uống gây ra bệnh tim có liên quan đến protein động vật.
Sau đó, nhiều người đặt giả thuyết chế độ ăn uống là nguyên nhân gây ra bệnh tim, rơi vào hai trường phái tư tưởng. Một số chỉ tập trung vào chất béo và cholesterol. Một số khác chỉ chú trọng vào protein, đặc biệt là protein động vật. Mặc dù chất béo trong chế độ ăn đã được ghi nhận từ rất sớm là nguyên nhân gây ra chứng xơ vữa động mạch ở thỏ thí nghiệm, nhưng protein có nguồn gốc từ động vật như casein thậm chí còn có tác động lớn hơn. Ngay từ năm 1909, bác sĩ Alexander Ignatovsky đã cho rằng nguyên nhân làm xơ vữa động mạch là do protein động vật. Đánh giá tóm lược của tài liệu nghiên cứu này là protein động vật về căn bản có tác động lớn hơn nhiều so với cholesterol trong máu trong quá trình hình thành sớm căn bệnh tim mạch. Tuy nhiên, không rõ bằng cách nào protein động vật vẫn còn núp trong bóng tối, trong khi chất béo bão hòa và cholesterol đã phải hứng chịu những lời chỉ trích. Ba chất dinh dưỡng này, chất béo, protein động vật và cholesterol là thành phần đặc trưng của thực phẩm có nguồn gốc động vật nói chung. Vì vậy, phải chăng thực phẩm bắt nguồn từ động vật mới là nguyên nhân chính, chứ không phải các chất dinh dưỡng riêng lẻ gây ra bệnh tim? Giá mà nghiên cứu sớm về những tác động quan trọng của protein động vật đến bệnh tim này được tìm hiểu nghiêm túc hơn trong thế kỷ qua, thì sự nâng cao nhận thức về chế độ ăn uống giúp phòng ngừa và chống lại bệnh tim sẽ lớn hơn rất nhiều, ít gây nhầm lẫn và tranh cãi hơn. Tất nhiên, không ai chỉ mũi dùi vào thực phẩm có nguồn gốc động vật. Nó sẽ dẫn đến sự phân tách trong chuyên môn và cả cho sự nhạo báng về chuyên môn, vì những lý do sẽ được thảo luận trong phần 4. Những tranh cãi trong giới dinh dưỡng chưa bao giờ dừng lại. Nhưng hiện tại, một cuộc cách mạng về nhận thức đang diễn ra và rất nhiều người không thích nó. Thậm chí, chỉ nói về chế độ ăn uống thôi cũng đã là quá nhiều đối với một số nhà khoa học. Ngăn ngừa bệnh tim bằng cách chế độ ăn kiêng thịt là một ý tưởng nguy hiểm và nó ngụ ý rằng chế độ ăn uống có thịt bấy lâu nay hóa ra là rất tệ, rằng chế độ ăn đã hủy hoại trái tim của chúng ta. Những người cố chấp không thích thông tin này. Một nhà khoa học cứng đầu đã chế nhạo vung vít những người ít có nguy cơ mắc bệnh tim. Năm 1960, ông này viết một bài hài hước để chế nhạo các phát hiện ở thời điểm đó. Phát họa nhỏ về những người ít có khả năng mắc bệnh tim mạch vành nhất. Một công nhân thành thị yếu ớt hoặc một người chuyên trang điểm xác chết, thể chất hoàn toàn yếu ớt và tinh thần thiếu sự tỉnh táo lẫn mất kiểm soát về hành vi, hết tham vọng hoặc không có tinh thần ganh đua, chưa bao giờ cố gắng để theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào. Một gã đàn ông mắc chứng chán ăn, buộc mình tồn tại chỉ với trái cây và rau củ cùng bắp và dầu cá, ghê tởm thuốc lá, từ bỏ quyền sở hữu radio, TV hoặc xe máy, tóc tai rũ rượi, cơ thể gầy gò và không có dáng thể thao. Tuy vẫn luôn cố gắng phát triển các cơ yếu ớt bằng việc thể dục, họ có thu nhập thấp và huyết áp, đường huyết, acid uric, cholesterol cũng thấp nốt. Họ phải dùng vitamin B3, vitamin B6 và sử dụng thuốc chống đông máu suốt kể từ khi từ bỏ nguồn phòng bệnh của mình. Thông điệp này của tác giả hẳn là chỉ những người thực sự sống mới mắc bệnh tim. Cũng cần lưu ý rằng chế độ ăn trái cây và rau quả được mô tả là nghèo khổ, mặc dù tác giả công nhận những người áp dụng nó ít có khả năng bị bệnh tim. Xui xẻo thay, việc gắn kết thịt với khả năng về thể chất, nam tính nói chung, thiên hướng tình dục và bằng chứng của sự giàu có đã tạo ra thành đám mây bao phủ khiến cho cái nhìn của các nhà khoa học cố chấp bị che khuất. Bất chấp, bằng chứng hiển nhiên cho thấy rằng ít thịt và hải sản có ích cho sức khỏe đến nhường nào. Tầm nhìn lệch lạc này đã truyền lại từ những người tiên phong tìm hiểu về protein mà tôi đã đề cập trong chương 2. Có lẽ tác giả này nên gặp một người bạn của tôi, Chris Campbell, dù cả hai chẳng có điểm tương đồng nào. Chris hai lần vô địch giải đấu vật NCAA Division 1, ba lần vô địch giải đấu vật cao cấp của Hoa Kỳ, hai lần tham gia giải đấu vật Olympic và là cựu sinh viên trường luật Cornell. Ở tuổi 37, ông trở thành người Mỹ lớn tuổi nhất từng giành huy chương Olympic trong cuộc thi đấu vật, ở hạng cân 90kg. Chris Campbell là một người ăn chay. Nhiều vận động viên khác đã bắt đầu từ bỏ thực phẩm có nguồn gốc động vật, trong đó bao gồm một số cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp và võ sĩ quyền Anh nhà đấu nghề ở giải UFC.
Tôi nghĩ rằng họ chẳng có điểm nào là một công nhân thành thị yếu ớt hoặc một người chuyên trang điểm cho xác chết. Trận chiến giữa phe cố chấp và phe theo chế độ ăn uống phòng ngừa bệnh tật rất dữ dội. Tôi nhớ đã tham dự một buổi giảng bài tại Đại học Cornell ở cuối những năm 1950, khi Aung San Suu Kyi, một nhà nghiên cứu nổi tiếng, trình bày về việc ngăn ngừa bệnh tim bằng chế độ ăn uống. Một số nhà khoa học trong số các khán thính giả chỉ lắc đầu hoài nghi. Họ nói rằng chế độ ăn uống không thể nào có ảnh hưởng đến bệnh tim. Trong những thập kỷ đầu nghiên cứu về bệnh tim, một trận chiến nảy lửa giữa các cá nhân quá khích và cởi mở đã gây ra tai họa đầu tiên. Lịch sử gần đây. Ngày nay, trận chiến giữa những người cố chấp và những người ủng hộ chế độ ăn thực phẩm từ động vật đang ngày càng khốc liệt hơn bao giờ hết. Kể từ phiên bản đầu tiên của cuốn sách này, một cuộc hội thảo luận sôi nổi đã bùng nổ trên Internet và các phương tiện truyền thông. Trong đó nhiều ý kiến cho rằng cholesterol trong máu là nguyên nhân gây ra bệnh tim, và số người khác dùng lý lẽ để bác bỏ điều này. Nhóm này chủ yếu là những người phản đối rằng thực phẩm có nguồn gốc động vật, nguồn gốc nuôi dưỡng cholesterol, có thể là vấn đề tác động đến sức khỏe. Các tranh cãi này chủ yếu là các nhóm thảo luận trên Internet. Cholesterol trong máu chỉ là một dấu hiệu, đánh dấu hoặc là chỉ số dùng để ước lượng nguy cơ gây bệnh. Nó cũng rất hữu ích nhất cho các nhà chuyên môn dùng để thảo luận với cộng đồng dân cư. Nó không mang tính nghiêm túc. Xét riêng lẻ thì chỉ là một ước tính sơ bộ về rủi ro mắc bệnh. Mặc dù ngày nay chúng ta vẫn tham gia vào các cuộc tranh luận này, nhưng toàn cảnh bệnh tim đã có những thay đổi đáng kể. Chúng ta đã tiến xa đến đâu và chúng ta đã làm cách nào để chiến đấu chống lại căn bệnh này? Và điều chủ yếu, phe cố chấp vẫn đang được bảo vệ. Bất chấp tiềm năng phòng ngừa bệnh tật của chế độ ăn uống, sự chú ý dành cho bệnh tim vẫn dồn vào việc dựa trên các loại máy móc và dùng các hóa chất can thiệp ở những người đã mắc bệnh nặng. Chế độ ăn uống bị gạt sang một bên. Phẫu thuật, thuốc, các thiết bị điện tử và các công cụ chuẩn đoán mới đã thu hút được mọi ánh nhìn. Bây giờ chúng ta đã có phẫu thuật bắt cầu mạch vành bằng cách nối tắt một động mạch khỏe mạnh qua một động mạch bệnh và loại bỏ được các mảng bám gây nguy hiểm nhất bám trên động mạch. Dĩ nhiên, phẫu thuật sau cùng là ghép tim, thậm chí sử dụng một trái tim nhân tạo có thể. Chúng ta có phương thức không đòi hỏi phải mổ hở lồng ngực, được gọi là nông mạch vành. Với một bong bóng nhỏ được bơm căng phồng lên trong một động mạch đã bị tắc hẹp, ép các mảng bám gây tắc mạnh vào sát thành mạch máu và nhờ đó mở đường cho máu có thể tăng lượng lưu chuyển. Chúng ta có máy khử rung tim để giúp khôi phục lại nhịp đập của trái tim. Máy tạo nhịp và các kỹ thuật chuẩn đoán hình ảnh chính xác giúp chúng ta quan sát các động mạch đơn lẻ mà không phải mở toang lồng ngực ra. 60 năm qua là khoảng thời gian tôn vinh các hóa chất và công nghệ, trái ngược với chế độ ăn uống và phòng ngừa. Trong một tổng kết nghiên cứu ban đầu về bệnh tim, bác sĩ nọ đã đề cao các loại máy móc. Người ta hy vọng rằng sức khỏe của khoa học và kỹ thuật phát triển sau Thế chiến thứ hai có thể được áp dụng cho trận chiến này chống lại bệnh tim. Những tiến bộ lớn hơn trong ngành điện tử và kỹ thuật y khoa từng được khuyến khích bởi chiến tranh dường như đã tự phát huy hiệu quả đặc biệt cho việc nghiên cứu hệ thống tim mạch. Tỷ lệ tử vong do bệnh tim ở Mỹ hiện nay thấp hơn đến 58% so với năm 1950, cho thấy ngành tim mạch chắc chắn đã có một số tiến bộ lớn. Tỷ lệ tử vong giảm 58% có vẻ như là một thắng lợi rất lớn nhờ khoa học công nghệ và hóa chất. Một trong những bước tiến vĩ đại nhất trong số đó đến từ văn phòng cấp cứu và giúp điều trị tốt hơn cho người mắc bệnh tim. Vào năm 1970, nếu bạn hơn 65 tuổi, lên cơn đau tim và đã có đủ may mắn sống sót cho đến khi tới được bệnh viện, rủi ro tử vong của bạn là 38%. Ngày nay, nếu bạn được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tương tự, rủi ro chỉ còn 15%. Khả năng xử lý cấp cứu của các bệnh viện đã tốt hơn rất nhiều, do đó nhiều người được cứu hơn. Thêm vào đó, số người hút thuốc đã giảm đều đặn, vậy nên cũng làm giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim. Sự những tiến bộ của bệnh viện, thiết bị y khoa, các loại thuốc được phát minh, tỷ lệ hút thuốc thấp hơn và nhiều lựa chọn phẫu thuật hơn. Rõ ràng là có nhiều điều đáng cổ vũ hơn. Chúng ta có vẻ đã tiến bộ.
Quả thật chúng ta đã tiến bộ chăng? Rốt cuộc, bệnh tim vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra cái chết. Mỗi 24 giờ, gần 2.000 người Mỹ sẽ chết vì bệnh này. Với những tiến bộ vượt bậc của khoa học, vẫn có quá nhiều người dân phải đầu hàng bệnh tim. Trên thực tế, tỷ lệ mắc bệnh tim không phải tỷ lệ tử vong vẫn nhiều như thời kỳ đầu những năm 1970. Nói cách khác, dù chúng ta không chết vì bệnh tim thì vẫn có thể mắc bệnh này. Những nghiên cứu gần đây cho thấy, bệnh nhân mắc bệnh tim ngày càng đang trẻ hóa. Dường như chúng ta chỉ đơn giản là đã trì hoãn được cái chết vì bệnh tim, song không thể làm gì để ngăn chặn tỷ lệ người mắc bệnh tăng lên. Phẫu thuật, vị cứu tinh hảo huyền. Ngay cả ở Mỹ, những phẫu thuật can thiệp được sử dụng vẫn còn kém hiệu quả chứ không được như những gì mọi người kỳ vọng. Phẫu thuật bắt cầu là kỹ thuật can thiệp phổ biến. Vào năm 1990, có khoảng 380.000 ca phẫu thuật bắt cầu được thực hiện ở đây. Có nghĩa là cứ 750 người Mỹ thì có một người từng trải qua cuộc phẫu thuật này. Đến nay, chắc chắn tỷ lệ này đã tăng lên rất nhiều lần. Trong quá trình phẫu thuật, ngực của bệnh nhân được mở ra, dòng máu được dẫn đi theo một con đường khác bởi một loạt các kẹp, máy bơm và các thiết bị phẫu thuật khác. Các tĩnh mạch ở chân hoặc động mạch phổi được cắt ra và nối lại làm cầu bắc qua phần động mạch vành bị tắc, do đó cho phép máu chảy qua các động mạch bị tắc nhiều nhất. Cái giá cho cuộc phẫu thuật này là rất lớn. Năm 2011, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ ước tính là chỉ có khoảng 1 trong số 50 bệnh nhân chọn phương pháp điều trị này bị tử vong vì các biến chứng trong suốt quá trình điều trị. Chi phí phẫu thuật vào khoảng 70.000 đến 200.000 đô la. Ở thời điểm này, ra mắt ấn bản đầu tiên của cuốn sách này, chi phí chỉ vào khoảng 46.000 đô la. Một số tác dụng phụ thường gặp sau phẫu thuật là nhồi máu cơ tim, biến chứng suy hô hấp, xuất huyết, nhiễm trùng, huyết áp cao và đột quỵ. Khi mạch máu xung quanh tim bị kẹp chặt trong suốt quá trình phẫu thuật, các mảng bám sẽ vỡ ra và rơi khỏi thành động mạch. Máu sẽ mang ra những mảnh vỡ này di chuyển lên não và gây ra rất nhiều cơn đột quỵ nhẹ tại đó. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện so sánh trí năng của bệnh nhân trước và sau phẫu thuật. Họ nhận thấy khoảng 7 ngày sau phẫu thuật, 79% bệnh nhân có biểu hiện suy giảm một phần chức năng nhận thức. Tại sao chúng ta lại phải buộc mình trải qua điều này? Lợi ích rõ rệt nhất của biện pháp này là giảm chứng đau thắt ngực hoặc đau ngực. Khoảng 70-80% bệnh nhân trải qua phẫu thuật bắt cầu động mạch vành không phải chịu cơn đau ngực hành hạ trong một năm đầu tiên sau phẫu thuật. Nhưng lợi ích này không kéo dài. Trong vòng 3 năm kể từ khi phẫu thuật, khoảng 1/3 bệnh nhân sẽ lại lên cơn đau ngực lần nữa. Trong vòng 10 năm tiếp theo, 1/2 bệnh nhân sau phẫu thuật bắt cầu sẽ chết bởi những cơn đau tim hay đau ngực tái phát. Các nghiên cứu chuyên sâu và kỹ lưỡng chỉ ra rằng chỉ có một số lượng nhỏ bé các bệnh nhân tim mạch sống lâu hơn nhờ phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu này cũng chứng minh được rằng số lượng cơn nhồi máu cơ tim mà những bệnh nhân trải qua phẫu thuật bắt cầu phải chịu không hề ít hơn những người không phẫu thuật. Bạn còn nhớ cách mà các mảng bám tích tụ gây ra các cơn đau tim? Các mảng bám gây chết người là những mảng bám nhỏ hơn, ít ổn định hơn và chúng luôn dễ vỡ ra hơn. Tuy nhiên, phẫu thuật bắt cầu lại nhắm tới đối tượng là các mảng bám lớn nhất, dễ nhận thấy nhất. Chúng là thủ phạm gây ra các cơn đau thắt ngực chứ không phải là cơn đau tim. Phẫu thuật nông mạch vành cũng là một câu chuyện tương tự. Phẫu thuật này cũng rất tốn kém và mang lại rủi ro đáng kể. Sau khi xác định được động mạch vành bị tắc nghẽn, một quả bóng được luồn vào động mạch và thổi căng phồng lên. Nó đẩy mảng bám dính sát vào thành động mạch, do đó giúp cho máu lưu thông nhiều hơn. Phẫu thuật đặt bong bóng này thường đi kèm với đặt stent. Chú thích: stent động mạch vành là những khung lưới kim loại nhỏ được đưa vào trong lòng mạch vành nhằm mục đích mở rộng lòng mạch bị hẹp và giữ cho nó không bị hẹp lại. Sau đó, stent sẽ nằm lại vĩnh viễn trong lòng mạch đã được mở. Phẫu thuật này được nhiều người chọn hơn vì nó làm giảm đau ngực. Trong khoảng 10 năm trước, năm 2013, ước tính có khoảng 7 triệu người Mỹ đã đặt stent, với tổng chi phí hơn 110 tỷ đô la.
thật không may, ngay cả khi đã cải tiến các stent thế hệ mới, có phủ thuốc với thiết kế có thể giúp giữ cho động mạch được nồng ra lâu hơn, vẫn có khoảng 5-10% trong tổng số các stent sẽ tắc nghẽn, dẫn đến việc phải thực hiện thêm một số thủ thuật để nông mở rộng động mạch giúp dòng máu lưu thông trở lại. Ước tính hàng năm, số ca phẫu thuật bổ sung lên đến 200.000. Tệ hơn, có rất ít hoặc không có bằng chứng rõ ràng cho thấy các stent giúp kéo dài cuộc sống của người bệnh. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thi thoảng báo chí Mỹ lại rộn lên vì những vụ kiện cáo buộc tội lạm dụng thủ thuật này. Vì vậy, chúng tôi đã phải cân nhắc rất kỹ lưỡng những tiến bộ trong việc nghiên cứu điều trị bệnh tim mạch, và kết quả là khá đáng thất vọng. Các phương pháp phẫu thuật bắt cầu, nông mạch vành và đặt stent không giải quyết tận gốc nguyên nhân của bệnh tim, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim hoặc kéo dài cuộc đời của bất kỳ bệnh nhân tim nào, nhưng chúng có thể khiến trái tim của người bệnh trở nên suy yếu. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Mặc dù đã có những tiến bộ trong nghiên cứu về bệnh tim trong khoảng 60 năm qua, chúng ta vẫn có thể tự hỏi bản thân, liệu chúng ta có chiến thắng trong cuộc chiến này? Có lẽ chúng ta nên tự hỏi xem liệu mình có thể có cách nào làm khác hay không? Chẳng hạn như, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta áp dụng bài học kinh nghiệm về chế độ ăn uống của con người ngày xưa? Hay điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ủng hộ phương pháp điều trị bằng chế độ ăn uống được tiến sĩ Lester Morrison phát hiện, như đã thảo luận ở trên? Những khám phá đó là phần lớn đã bị lãng quên. Tôi chỉ được học về những nghiên cứu ở thập niên 1940 đến năm 1950 trong những năm gần đây. Vào những năm cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960, khi đang học đại học năm cuối, tôi đã hoang mang vô cùng bởi quá nhiều chuyên gia cứ hùng hồn phản đối mọi hoạt động nghiên cứu về chế độ ăn uống giúp điều trị bệnh tim, dù là chúng đang được thực hiện hay chỉ là những ý tưởng đang được cân nhắc. Vào thời điểm đó, thói quen ăn uống của người Mỹ ngày càng tồi tệ hơn. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, người dân nước này đang tiêu thụ nhiều thịt và chất béo gấp nhiều lần thời điểm cách đây 30 năm. Rõ ràng là con người ngày nay đã đi không đúng hướng. Khi thông tin về dinh dưỡng và sức khỏe nổi lên lại trong hai thập kỷ qua, cuộc đấu tranh chống lại phe cố chấp đã và đang được hâm nóng trở lại. Một số ít bác sĩ đã và đang nỗ lực chứng minh rằng có một cách tốt hơn và hiệu quả hơn nhằm đánh bại bệnh tim. Họ đang chứng minh sự thành công của cuộc cách mạng sử dụng cách thức chữa trị đơn giản nhất, đó là thực phẩm và chế độ dinh dưỡng. Tiến sĩ Caldwell Eisenstein. Chúng tôi yêu cầu bạn đoán xem nơi nào là trung tâm chăm sóc tim tốt nhất ở trong cả nước Mỹ và trên toàn thế giới. Bạn sẽ nghĩ đó là đâu? New York, Los Angeles, Chicago hay một thành phố ở Florida gần trại dưỡng lão? Hóa ra, theo bảng xếp hạng của hãng US News và World Report danh tiếng, trung tâm y tế tốt nhất dành cho người bệnh tim lại nằm ở Cleveland, Ohio, chứ không phải ở các thành phố lớn nhất của nước Mỹ. Bệnh nhân bay đến bệnh viện Cleveland từ khắp nơi trên thế giới để chữa trị bệnh tim, bởi nơi đây đang ứng dụng những phương pháp tiên tiến nhất do các bác sĩ uy tín thực hiện. Tiến sĩ Caldwell Eisenstein là một trong những bác sĩ nổi tiếng của Cleveland. Ông có một cách chữa trị đặc biệt. Khi là sinh viên Đại học Yale, tiến sĩ Eisenstein từng tham gia và giành huy chương vàng tại giải đua thuyền ở Thế vận hội năm 1956. Sau khi được đào tạo tại Bệnh viện Cleveland, ông tiếp tục gặt hái nhiều thành quả và giải thưởng uy tín. Tại Cleveland, ông trở thành bác sĩ rất thành công và rồi trở thành lãnh đạo toàn thể nhân viên, thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch của lực lượng đặc biệt phòng chống ung thư vú và đứng đầu khoa phẫu thuật tuyến giáp và tuyến cận giáp. Sau khi xuất bản hơn 100 bài báo khoa học, tiến sĩ Eisenstein được vinh danh là một trong những bác sĩ giỏi nhất nước Mỹ năm 1994 đến năm 1995. Từ những hiểu biết cá nhân của ông, tôi có cảm giác rằng ông là một người xuất sắc hầu hết ở mọi lĩnh vực, trong bất cứ việc gì mà ông làm trong cuộc đời mình. Ông đạt đến đỉnh cao thành công trong sự nghiệp và cả trong đời sống riêng, và đã làm điều đó với sự khoan dung và khiêm tốn. Tuy vậy, điểm khiến tôi hấp dẫn nhất về tiến sĩ Eisenstein không phải là lý lịch hay các giải thưởng của ông, mà đó là nguyên tắc tìm kiếm sự thật của ông.
Tiến sĩ Alsastyn đã có can đảm dấn thân vào làm sáng tỏ nhiều điều. Tại Hội nghị Quốc gia lần thứ hai về chất béo và việc loại bỏ, phòng ngừa bệnh động mạch vành mà ông đã tổ chức và mời tôi tham gia, tiến sĩ Alsastyn đã viết. 11 năm làm bác sĩ phẫu thuật trong quân đội, tôi cảm thấy vỡ mộng với mô hình chữa bệnh của y học Mỹ và trong điều trị bệnh ung thư và bệnh tim. Ít có sự thay đổi trong 100 năm qua trong việc chữa trị bệnh ung thư và cũng không có một nỗ lực nghiêm túc nào nhằm phòng ngừa bệnh tim lẫn căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, tôi nhận thấy nghiên cứu về những căn bệnh này đang gặp phải một vấn đề có tính khiêu khích. 3/4 số người trên hành tinh này không bị bệnh tim, một thực tế chắc chắn có liên quan đến chế độ ăn uống. Tiến sĩ Alsastyn bắt đầu xem xét lại tiêu chuẩn hành nghề y. Ông nêu, nhận thức được rằng các can thiệp y học, chụp X-quang mạch vành và can thiệp bằng phẫu thuật chỉ chữa trị các triệu chứng của bệnh tim. Tôi tin chúng ta cần có một phương pháp tiếp cận cơ bản khác đối với việc điều trị. Tiến sĩ Alsastyn quyết định kiểm tra ảnh hưởng của các thực phẩm nguyên chất, chế độ ăn uống dựa vào thực vật, WFPP, cho những người bị bệnh tim mạch vành, bằng cách cho các bệnh nhân sử dụng một lượng tối thiểu thuốc giảm cholesterol và một chế độ ăn những thực phẩm có nguồn gốc thực vật với hàm lượng chất béo rất thấp. Ông đã đạt được những kết quả ngoạn mục nhất từ trước đến nay trong điều trị bệnh tim. Năm 1985, tiến sĩ Alsastyn bắt đầu nghiên cứu của mình với mục đích chính là giảm lượng cholesterol trong máu ở các bệnh nhân xuống dưới 150mg trên decilit. Ông đã yêu cầu mỗi bệnh nhân ghi lại tất cả những gì họ ăn trong nhật ký ăn uống, mỗi 2 tuần một lần, trong 5 năm liên tiếp. Tiến sĩ Alsastyn đã gặp các bệnh nhân của mình để thảo luận về tiến trình, quản lý các xét nghiệm máu, ghi lại huyết áp và cân nặng. Ông đã theo dõi từng cuộc gặp gỡ vào ban ngày đến từng cuộc gọi vào buổi tối để báo cáo các kết quả của xét nghiệm máu và thảo luận thêm về cách thực hiện chế độ ăn uống. Ngoài ra, tất cả những bệnh nhân của ông gặp nhau vài lần một năm để chia sẻ về chương trình, làm quen, giao lưu và trao đổi thêm các thông tin hữu ích. Nói cách khác, tiến sĩ Alsastyn đã tận tâm, dành hết tâm trí, mang đến sự hỗ trợ vừa nghiêm khắc vừa đầy tình thương, luôn quan tâm đến mọi phương diện cá nhân đối với các bệnh nhân của mình. Chế độ ăn uống mà họ, bao gồm cả tiến sĩ Alsastyn và vợ ông, tuân theo không có nhiều chất béo và hầu như không có các sản phẩm từ động vật. Tiến sĩ Alsastyn và các đồng nghiệp của ông cho biết, người tham gia phải tránh các loại dầu, thịt, cá, thịt gà và các sản phẩm từ sữa, ngoại trừ sữa tách kem và sữa chua không béo. Khoảng 5 năm sau khi tiến hành chương trình, tiến sĩ Alsastyn đã khuyên bệnh nhân ngừng ăn sữa tách kem và sữa chua. 5 trong số các bệnh nhân của ông đã từ bỏ chương trình trong 2 năm đầu. Số còn lại là 18 người. 18 bệnh nhân này ban đầu tìm đến bác sĩ Alsastyn trong tình trạng bệnh khá nặng. Trong vòng 8 năm nghiên cứu, 18 người này đã phải trải qua 45 biến cố tim mạch vành, bao gồm đau thắt ngực, phẫu thuật bắt cầu, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và phẫu thuật nông mạch vành. Đây không phải là những người khỏe mạnh. Có thể hình dung rằng họ đã có động lực để tham gia nghiên cứu bởi họ còn hoảng loạn khi đối diện với cái chết. 18 bệnh nhân này đã đạt được thành công đáng kể. Khi bắt đầu nghiên cứu, mức cholesterol trung bình của họ là 246mg trên decilit. Trong quá trình nghiên cứu, mức cholesterol trung bình là 132mg trên decilit, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu 150mg trên decilit. Mức cholesterol LDL xấu cũng giảm đáng kể. Tuy vậy, kết quả ấn tượng nhất sau cùng lại không phải là mức cholesterol trong máu, mà là số lượng biến cố tim mạch vành xảy ra kể từ khi bắt đầu nghiên cứu. Trong 11 năm, đã có chính xác một trường hợp mắc bệnh tim mạch vành trong số 18 bệnh nhân theo chế độ ăn kiêng. Đó là một bệnh nhân đã từ bỏ chế độ ăn kiêng ở 2 năm đầu. Sau khi từ bỏ, bệnh nhân này đã trải qua một cơn đau thắt ngực và quyết định quay lại tiếp tục ăn chế độ ăn lành mạnh, dựa trên chế độ ăn toàn phần với chủ yếu là thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Bệnh nhân đã loại bỏ được chứng đau thắt ngực của mình và không còn phải trải qua triệu chứng này thêm một lần nào nữa. Không chỉ bệnh tật không phát triển thêm, nó thậm chí còn bị đẩy lùi.
70% bệnh nhân của ông đã nhìn thấy lỗ động mạch bị tắc nghẽn của họ. 11 bệnh nhân đã đồng ý chụp X-quang mạch máu. Một thủ thuật trong đó các động mạch cụ thể trong tim có thể được chiếu tia tương tự, tia X. Trong số 11 người, tình trạng tắc nghẽn ở các động mạch đã giảm 7% trong 5 năm đầu nghiên cứu. Điều này có vẻ giống như một sự thay đổi nhỏ bé, nhưng cần lưu ý rằng lượng máu cung cấp tăng lên ít nhất 30% khi đường kính động mạch tăng 7%. Các tác giả của báo cáo 5 năm đã lưu ý, đây là nghiên cứu dài lâu nhất về lượng chất béo tối thiểu được sử dụng kết hợp với các thuốc giảm cholesterol được thực hiện cho đến nay. Và phát hiện của chúng tôi về giảm hẹp động mạch trong tình trạng tắc nghẽn trung bình là 7%, lớn hơn bất kỳ báo cáo nào trong nghiên cứu trước đây. Một bác sĩ khác đã đặc biệt lưu ý đến nghiên cứu của tiến sĩ Alcestin. Ông chỉ mới 44 tuổi và dường như khỏe mạnh cho tới khi gặp phải vấn đề về tim mạch, mà đỉnh điểm là lên cơn đau tim. Về bản chất, ông đã bị bệnh tim nên không có loại thuốc thông thường nào có thể giữ ông được an toàn khỏi căn bệnh này. Ông đã đến gặp bác sĩ Alcestin, quyết định tham gia vào chương trình ăn kiêng mà không cần dùng thuốc giảm cholesterol. Sau 32 tháng, ông đẩy lùi được bệnh tim của mình và giảm cholesterol máu xuống còn 89mg trên decilit. Sau đây là những hình ảnh ấn tượng chụp lại động mạch bị bệnh của bệnh nhân này trước và sau khi tuân theo lời khuyên của bác sĩ Alcestin về chế độ ăn uống. Phần ánh sáng của hình ảnh là máu chảy qua động mạch. Hình bên trái A có một phần được đánh dấu chỉ bằng một dấu ngoặc đơn, nơi bệnh mạch vành trở nặng đã làm giảm lượng máu lưu thông. Sau khi áp dụng chế độ ăn uống WFPP, phần động mạch này đã mở rộng ra, đẩy lùi sự tàn phá của bệnh tim và cho phép máu lưu thông tốt hơn, như thể hiện trong hình bên phải B. Có phải bác sĩ Alcestin đã có được một nhóm bệnh nhân may mắn? Câu trả lời là không. Bệnh nhân mắc bệnh tim không thể tự hồi phục được. Nói cách khác, để kiểm tra mức độ thành công của chương trình này thì hãy nhìn vào năm bệnh nhân đã từ bỏ chương trình ăn kiêng và tiếp tục theo đuổi những chăm sóc tiêu chuẩn ban đầu. Vào năm 1995, 5 người này đã trở thành nạn nhân của 10 cơn tai biến mới. Trong khi ấy, kể từ năm 2003, sau 17 năm tham gia nghiên cứu, chỉ trừ một bệnh nhân, tất cả những người theo đuổi chế độ ăn WFPP vẫn còn sống, bước vào độ tuổi 70 rồi 80 của họ. Đến năm 2011, 25 năm sau khi bắt đầu, chỉ có 5 trong số 18 bệnh nhân đầu tiên của nghiên cứu đó ra đi, và không phải vì bị bệnh mạch vành. Trước những kết quả quá thuyết phục này, không ai có thể phản bác ích lợi mà một chế độ dinh dưỡng đúng đắn mang lại cho người mắc bệnh tim. Nếu không nhớ chút gì về chương trình này, hãy nhớ tới con số từ 49 trở về 0. 49 biến cố mạch vành trước khi thực hiện chế độ ăn WFPP và không còn cơn đau nào xảy đến cho những bệnh nhân tuân thủ chế độ ăn WFPP. Nếu nghiên cứu này không đủ thuyết phục, hãy xem xét đóng góp gần đây hơn của bác sĩ Alcestin. Kết quả được công bố vào tháng 7 năm 2014. Sau khi tư vấn cho bệnh nhân có dấu hiệu mắc bệnh tim được khoảng 7 năm, ông quyết định theo dõi để xác định xem họ đã làm gì. Trong số 198 bệnh nhân ban đầu, ông biết được chỉ 177 người, 89,3% đã tuân thủ theo lời khuyên kể từ buổi tư vấn duy nhất kéo dài 5 giờ đồng hồ. Lời khuyên này bao gồm thông tin về cách tuân thủ chế độ ăn WFPP, từ bỏ các loại thuốc đang dùng, độ tuổi trung bình khi tham gia buổi tư vấn là 62,9 tuổi và trung bình 3,7 năm đã trôi qua kể từ đó. Ở nhóm tuân thủ này là dưới 1%, một trong 177 bệnh nhân. Trong số 21 bệnh nhân không tuân thủ chế độ ăn WFPP, 62% người mắc biến chứng. Ghi nhận này, dưới 1% so với 62% thật đáng chú ý, vượt quá những phát hiện của bất kỳ thử nghiệm can thiệp dinh dưỡng nào khác. Trong hơn 65 năm trở lại đây, tiến sĩ Alcestin đã tìm ra được phép màu. Ông đã đánh bại bệnh tim. Bác sĩ Dean Ornish. Trong 25 năm qua, một người khổng lồ khác trong lĩnh vực này, bác sĩ Dean Ornish, đã nỗ lực nhiều cách để đưa chế độ ăn uống lên hàng đầu trong tư duy y học.
tốt nghiệp trường y Harvard. Ông nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông khi lên kế hoạch điều trị bệnh tim của mình thành công với một số hãng bảo hiểm và viết một số cuốn sách bán chạy nhất. Nếu bạn đã từng nghe về mối liên hệ giữa chế độ ăn kiêng và bệnh tim, rất có thể nó là từ nghiên cứu của tiến sĩ Ornish. Nghiên cứu nổi tiếng nhất của ông là Lifestyle Health Trial, tạm dịch, thử nghiệm thay đổi lối sống trong điều trị bệnh tim. Trong đó, ông đã điều trị cho 28 bệnh nhân mắc bệnh tim chỉ bằng cách thay đổi lối sống của họ. Ông đã đưa những bệnh nhân này vào kế hoạch điều trị thử nghiệm và thêm 20 bệnh nhân khác vào kế hoạch điều trị thông thường. Ông theo dõi cả hai nhóm một cách cẩn thận và đo các chỉ số sức khỏe, bao gồm tắc nghẽn động mạch, mức cholesterol và cân nặng. Kế hoạch điều trị của tiến sĩ Ornish rất khác với các tiêu chuẩn của y học hiện đại công nghệ cao. Ông đưa 28 bệnh nhân vào một khách sạn ở tuần điều trị đầu tiên và nói với họ những gì họ phải làm để kiểm soát sức khỏe cá nhân. Ông yêu cầu họ áp dụng một chế độ ăn ít chất béo và dùng thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong ít nhất một năm. Chỉ khoảng 10% lượng calo họ hấp thụ là từ chất béo. Họ có thể ăn thức ăn nhiều như họ muốn, miễn là nó nằm trong danh sách thực phẩm được chấp nhận, bao gồm trái cây, rau củ và ngũ cốc. Theo các nhà nghiên cứu lưu ý, không có sản phẩm nào từ động vật được phép sử dụng trừ lòng trắng trứng và một tách sữa không béo hoặc sữa chua mỗi ngày. Ngoài chế độ ăn uống, nhóm cũng phải thực hành các hình thức kiểm soát sự căng thẳng khác nhau, bao gồm thiền, tập thở, tập thể dục, thư giãn ít nhất 1 giờ mỗi ngày. Các bệnh nhân cũng được yêu cầu tập thể dục 3 giờ mỗi tuần tùy theo mức độ nghiêm trọng của bệnh tật ở từng người. Để giúp bệnh nhân thực hiện những thay đổi trong lối sống này, nhóm đã gặp nhau 2 lần một tuần, tổng cộng 4 giờ để hỗ trợ lẫn nhau. Tiến sĩ Ornish và nhóm nghiên cứu của ông đã không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, phẫu thuật hoặc phương tiện công nghệ nào để điều trị cho những bệnh nhân này. Ở các bệnh nhân thực hiện tuân thủ khá nhiều thứ mà nghiên cứu đòi hỏi và họ đã được đáp đền với sức khỏe và sức sống được cải thiện. Trung bình, mức tổng lượng cholesterol của họ đã giảm từ 227mg trên decilit xuống 172mg trên decilit và cholesterol xấu LDL đã giảm từ 152mg trên decilit xuống còn 95mg trên decilit. Và sau một năm, tần suất, thời gian, mức độ nghiêm trọng của các cơn đau thắt ngực giảm mạnh. Hơn nữa rõ ràng là các bệnh nhân càng cố gắng tuân thủ những khuyến cáo về lối sống, trái tim của họ càng được chữa lành. Những bệnh nhân có sự tuân thủ tốt trong suốt cả năm nhận thấy tình trạng tắc nghẽn động mạch của họ giảm hơn 4%. 4% có vẻ là một con số nhỏ, nhưng hãy nhớ rằng bệnh tim nặng lên theo suốt cuộc đời. Do đó, sự thay đổi 4% chỉ trong một năm là kết quả tuyệt vời. Nhìn chung, 82% bệnh nhân trong nhóm thử nghiệm đã hồi phục sức sống chỉ trong vòng 1 năm. Nhóm đối chứng không có được kết quả tốt như vậy, mặc dù họ cũng đã nhận được sự chăm sóc như thông thường. Các cơn đau thắt ngực của họ trở nên tệ hơn về tần suất, thời gian kéo dài và mức độ nghiêm trọng. Ví dụ, mặc dù nhóm thử nghiệm đã giảm 91% tần suất đau thắt ngực, nhưng đối chứng lại có sự gia tăng 165%. Xét về tần suất các cơn đau thắt ngực, mức cholesterol của họ cao hơn đáng kể so với những bệnh nhân thực nghiệm và tình trạng tắc nghẽn động mạch của họ cũng trở nên tồi tệ. Các bệnh nhân trong nhóm ít quan tâm nhất đến chế độ ăn uống và thay đổi lối sống thì động mạch bị tắc nghẽn đã tăng kích thước lên 8% trong suốt năm. Giữa tiến sĩ Ornish, tiến sĩ Elsestin và những người khác trước họ, giống như tiến sĩ Morrison, tôi tin rằng chúng ta đã tìm thấy mối liên kết chiến lược trong kế hoạch chiến đấu chống bệnh tim. Liệu pháp ăn kiêng của họ không chỉ làm giảm các triệu chứng đau ngực, mà còn điều trị nguyên nhân của bệnh tim và có thể loại bỏ các biến cố bệnh mạch vành trong tương lai. Không có phương pháp điều trị bệnh tim hay phẫu thuật tại bệnh viện Cleveland hay bất cứ ở nơi đâu khác có thể so sánh với những kết quả ấn tượng này. Tương lai luôn tràn đầy hy vọng. Bây giờ, chúng ta đã biết mình có thể làm gì để đối phó với bệnh tim. Không chỉ biết cách ngăn ngừa bệnh, mà chúng ta còn biết làm thế nào để điều trị thành công căn bệnh này. Chúng ta không cần phải xé ngực mình ra để khơi thông lại các động mạch,
và cũng không cần phải cả đời lệ thuộc vào các loại thuốc và liều lượng mạnh chảy trong dòng máu của mình. Bằng cách ăn uống hợp lý, chúng ta có thể giữ cho trái tim của mình được khỏe mạnh. Bước tiếp theo là đưa chế độ ăn uống này áp dụng trên quy mô lớn. Đó chính xác là những gì tiến sĩ Dean Ornish đã làm. Tiến sĩ Ornish đã bắt đầu dự án lối sống đa dạng, tức Multi-Center Lifestyle Demonstration Project, gồm có sự tham gia của các nhóm chuyên gia y tế tại 8 địa điểm khác nhau. Tất cả đều được tập huấn cách điều trị cho bệnh nhân bệnh tim theo chương trình can thiệp lối sống của tiến sĩ Ornish. Bệnh nhân đủ điều kiện để tham gia là những người mà bệnh án của họ được ghi nhận mắc bệnh tim trong tình trạng xấu và đủ lý do xác đáng để phẫu thuật. Thay vì phẫu thuật, họ ghi danh tham gia vào chương trình thay đổi lối sống trong vòng 1 năm. Chương trình này bắt đầu vào năm 1993 và đến năm 1998 thì có đến 40 chương trình bảo hiểm đã tài trợ mọi chi phí cho các bệnh nhân được chọn. Đến năm 1998, gần 200 người đã tham gia vào dự án lối sống đa dạng và kết quả thật là phi thường. Sau một năm điều trị, 65% bệnh nhân đã không còn bị những cơn đau thắt ngực. Hiệu quả này được duy trì lâu dài. Sau 3 năm, hơn 60% bệnh nhân được tiếp tục báo cáo không còn đau thắt ngực. Tính đến năm 2011, gần 4.000 bệnh nhân đã được hưởng lợi từ chương trình phục hồi bệnh tim của tiến sĩ Ornish. Lợi ích về sức khỏe cũng chính là các lợi ích về kinh tế. Trong ấn bản đầu tiên của cuốn sách này, chúng tôi ghi nhận hơn có 1 triệu ca phẫu thuật tim được thực hiện mỗi năm. Năm 2002, chi phí cho các bác sĩ và dịch vụ y tế điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh tim là khoảng 78,1 tỷ đô la, không bao gồm chi phí thuốc men, chăm sóc sức khỏe tại nhà hoặc điều dưỡng chăm sóc tại nhà. Trong những năm 1990, chi phí nông mạch vành đơn lẻ đã là 31.000 đô la và chi phí phẫu thuật bắc cầu là 46.000 đô la. Mức chi phí này liên tục gia tăng kể từ thời điểm đó. Ngược lại, rõ ràng, chương trình thay đổi lối sống kéo dài một năm chỉ tiêu tốn 7.000 đô la. Bằng cách so sánh các bệnh nhân trải qua chương trình thay đổi lối sống và những bệnh nhân trải qua con đường phẫu thuật chính thống, tiến sĩ Ornish và các đồng nghiệp đã chứng minh rằng chương trình của họ đã giúp cắt giảm chi phí trung bình 30.000 đô la cho mỗi bệnh nhân. Một thành công đã được hệ thống y tế công nhận. Tính đến tháng 1 năm 2011, chương trình đã và đang tài trợ mọi chi phí y tế cho các bệnh nhân tham gia. Tuy nhiên, trong ấn bản năm 2015 này, một vài số liệu cập nhật về tình trạng điều trị bệnh tim đã cũ. Dù tổng số ca phẫu thuật tim có vẻ không thay đổi hoặc giảm hơn một chút, thì các loại phẫu thuật được thực hiện cũng đã thay đổi. Trong giai đoạn 2001 đến 2002 và 2007 đến 2008, số phẫu thuật bắc cầu đã giảm 38%, trong khi số phẫu thuật nông động mạch và đặt sen vẫn giữ nguyên. Mặc dù đã có một cuộc thảo luận đáng kể về gói phẫu thuật tim nào là phù hợp nhất với các bệnh nhân nhịp tim, trong khi bỏ ra một số tiền rất lớn để chi tiêu cho phẫu thuật can thiệp, thì hầu như không có thảo luận quan trọng nào trong cộng đồng bác sĩ tim mạch về việc sử dụng chế độ ăn uống như một liệu pháp can thiệp để điều trị bệnh tim mạch. Đây là một sự thiếu sót rõ rệt, nhất là khi xem xét các tác dụng phụ lẫn chi phí khi đặt sen và phẫu thuật bắc cầu. Đây là một bi kịch không thể phủ nhận của người Mỹ. Hàng năm, hàng ngàn người Mỹ bị chịu thiệt hại, bao gồm cả tử vong, trong các thủ thuật này. Chi phí đặt một sen từ 11.000 đô la đến trên 41.000 đô la và chi phí đi lại là 117.000 đô la, chưa bao gồm chi phí bác sĩ theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Hãy so sánh tất cả những con số trên với chi phí để có lời khuyên về chế độ ăn uống của Elsastin. Có thể chỉ cần khoảng 5 giờ và cho hiệu quả kinh tế cao hơn, chỉ 900 đô la cho mỗi liệu trình. Khi xem xét trên cả nước Mỹ, chi phí càng cao hơn. Báo Telegraph đưa tin rằng, theo IMS Health, chú thích, IMS Health là một công ty của Mỹ cung cấp thông tin, dịch vụ và công nghệ ngành y tế được thành lập năm 1954, có trụ sở tại Danbury, Connecticut. Chi phí thuốc điều trị cholesterol, kể cả nhóm statin. Chú thích, statin, nhóm thuốc giúp hạ mỡ máu được kê đơn phổ biến nhất do hiệu quả làm giảm cholesterol toàn phần, TC và LDL-C. Ước tính là
35 tỷ đô la cho năm 2010 và còn hơn nữa. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, tổng chi phí điều trị bệnh tim dự kiến sẽ tăng từ 273 tỷ đô la Mỹ năm 2011 lên 818 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Mặc dù phần lớn các con số này là do lượng người ở độ tuổi dễ mắc bệnh tim ngày càng tăng. Nếu cộng đồng cần chữa bệnh tim là một quốc gia, thì chi phí điều trị sẽ khiến cho nước này trở thành nước giàu đứng hàng thứ 27 trong tổng số gần 200 quốc gia trên thế giới. Cần lưu ý là báo cáo này của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ không cung cấp cái nhìn mới nào về việc liệu ngành kinh doanh đang phát triển nhanh chóng này có thể bị đẩy lùi ra sao khi người bệnh thay đổi bằng lối sống và chế độ ăn. Thực tế là nó chỉ nêu ra các chương trình phòng ngừa phổ biến thông tin cho đại đa số dân chúng như giảm lượng chất béo ăn vào và cải thiện mức mỡ máu, hoặc phương pháp tiếp cận được cá nhân hóa để phòng ngừa bao gồm đánh giá các gen di truyền, các chỉ số sinh học và các phương pháp chuẩn đoán hình ảnh. Và có rất ít hoặc không có bằng chứng nào cho thấy các phương pháp tiếp cận này có thể làm bất cứ điều gì để mang lại những thay đổi có ý nghĩa. Rõ ràng, vẫn còn nhiều việc phải làm. Cơ sở chăm sóc y tế đang được cấu trúc sao cho thuận tiện hơn cho những can thiệp về hóa chất và phẫu thuật. Chế độ ăn uống vẫn chỉ xếp sau thuốc và phẫu thuật. Nếu nó có được giới thiệu cho bệnh nhân, luôn có cùng một kiểu chỉ trích đối với chế độ ăn uống, cho rằng bệnh nhân không thể nào đi thực hiện những thay đổi cơ bản như vậy. Một bác sĩ buộc tội những bệnh nhân của bác sĩ Elsterstein thay đổi thói quen ăn uống của họ đơn giản chỉ vì niềm tin nhiệt thành của Elsterstein. Những lời chỉ trích này không chỉ sai và còn là những lời sỉ nhục đối với bệnh nhân và bác sĩ Elsterstein. Nó cũng thể hiện sự tự mãn. Nếu các bác sĩ không tin rằng bệnh nhân sẽ thay đổi chế độ ăn uống của mình, họ sẽ không chú ý đến chế độ ăn uống hoặc sẽ làm điều đó theo lối vô lý, thiếu định hướng. Giấu giếm thông tin có khả năng cứu sống bệnh nhân vì giả dụ là bệnh nhân không ai muốn thay đổi lối sống là cách nghĩ thiếu tôn trọng đối với bệnh nhân. Các tổ chức có thiện chí không chấp nhận những người cố chấp như vậy. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo một chế độ ăn uống điều độ là có lợi cho việc điều trị bệnh tim. Chương trình giáo dục quốc gia về cholesterol cũng làm điều tương tự. Các tổ chức này đưa ra những chế độ ăn uống ôn hòa với những thay đổi ở mức tương đối. Lấy đó làm mục tiêu để có được lối sống lành mạnh. Nếu bạn có nguy cơ mắc bệnh tim hoặc nếu bạn đã mắc bệnh, họ khuyên bạn nên áp dụng một chế độ ăn bao gồm 30% chất béo trong tổng số calo, 7% của tổng số calo là chất béo bão hòa và lượng cholesterol trong thực phẩm dưới 200mg trên ngày. Theo họ, chúng ta nên giữ mức cholesterol toàn phần trong máu ở dưới ngưỡng đáng ao ước là 200mg trên decilit. Những tổ chức đáng kính này không đưa ra những thông tin khoa học mới nhất cho công chúng Hoa Kỳ, trong khi chúng ta thông báo rằng mức cholesterol toàn phần 200mg trên decilit là đáng ao ước. Chúng ta cũng biết 35% các cơn đau tim tấn công người Mỹ có liên quan đến mức cholesterol nạp vào cơ thể trong khoảng từ 150 đến 200mg trên decilit. Mức cholesterol thật sự an toàn là dưới 100mg trên decilit. Chúng ta cũng biết rằng việc điều trị bệnh tim có những tiến triển mạnh mẽ khi chất béo ăn vào chỉ chiếm khoảng 10% tổng lượng calo hấp thụ. Các nghiên cứu đã chứng minh rõ ràng rằng nhiều bệnh nhân tuân theo chế độ ăn uống ôn hòa mà chính phủ khuyến nghị vẫn có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của bệnh tim. Những nạn nhân vô tội này là những người Mỹ có ý thức về sức khỏe, tuân theo những khuyến cáo, giữ tổng mức cholesterol của họ trung bình trong khoảng 180 hoặc 190mg trên decilit, để rồi chỉ được thưởng bằng một cơn đau tim kèm nguy cơ tử vong sớm. Và để bồi thêm tình trạng này, chương trình giáo dục quốc gia Hoa Kỳ về cholesterol đã viết thêm: thay đổi lối sống là phương tiện hiệu quả nhất để giảm nguy cơ bệnh tim mạch vành, CHD. Dẫu vậy, để đạt được lợi ích tối đa, nhiều người sẽ cần đến thuốc hạ cholesterol, LDL. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi sức khỏe của người Mỹ nói riêng và con người hiện đại nói chung ngày nay càng đi xuống. Các khuyến cáo về chế độ ăn uống cho những trái tim bệnh tật nhất trong số chúng ta được đưa ra bởi những tổ chức được cho là có uy tín, bị sửa đổi nghiêm trọng và theo sau là cảnh báo rằng có lẽ chúng ta sẽ cần phải sử dụng thuốc cả đời. Các tổ chức hàng đầu luôn lo sợ rằng nếu họ ủng hộ nhiệt thành hơn cho những thay đổi,
sẽ chẳng có ai thèm nghe họ cả. Song những chế độ ăn kiêng được Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo thực tế là không lành mạnh đối với chế độ ăn uống mà bác sĩ Elsastin và Ornish áp dụng cho bệnh nhân của họ. Cho dù các nhà khoa học, các bác sĩ và các nhà hoạch định chính sách nghĩ rằng công chúng sẽ không thay đổi, người dân phải được biết rằng chế độ ăn WFPP là lành mạnh hơn. Trong một tài liệu nghiên cứu liên quan đến giới hạn thử nghiệm thay đổi lối sống, điều trị bệnh tim, tiến sĩ Ornish và các cộng sự của ông đã viết: "Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là xác định những gì là thật, chứ không phải xác định những gì là khả thi." Nhấn mạnh, hiện giờ chúng ta biết điều gì là đúng. Một chế độ ăn WFPP có thể ngăn ngừa và điều trị bệnh tim, cứu nguy cho hàng trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu người mỗi năm. Tiến sĩ William Castelli, giám đốc của dự án nghiên cứu tim mạch Framingham, một dự án đã đặt nền móng cho nghiên cứu bệnh tim, đã tán thành chế độ ăn WFPP. Tiến sĩ Alsastin, người đã chứng minh sự hồi phục đáng kể nhất của bệnh tim trong toàn bộ lịch sử y khoa, đã tán thành chế độ ăn WFPP. Tiến sĩ Ornish, người tiên phong trong việc chữa trị bệnh tim không dùng thuốc hoặc phẫu thuật, đã chứng minh lợi ích kinh tế cho bệnh nhân và các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm, đã tán thành chế độ ăn WFPP. Kể từ khi viết ấn bản đầu tiên của cuốn sách này, tôi đã gặp được hàng chục bác sĩ đã đề nghị cho bệnh nhân tim áp dụng chế độ ăn WFPP. Họ cũng đo lường như tiến sĩ Alsastin, Ornish đã làm và cũng quan sát thấy được những kết quả ngoạn mục. Giờ đây, đến thời điểm khơi lại những hy vọng và thách thức to lớn, lúc mà mọi người có thể kiểm soát sức khỏe của bản thân, một trong những bác sĩ giỏi nhất và chu đáo nhất mà tôi từng gặp đã nói điều không thể chuẩn xác hơn. Ý thức cộng đồng và trách nhiệm nghề nghiệp của chúng tôi chưa bao giờ phải chịu những thử thách lớn lao như lúc này. Giờ đã đến lúc chúng tôi phải có đủ can đảm để cống hiến hết mình cho công việc huyền thoại này. Tiến sĩ Conwell S. Selstein. Và đó là tất cả những gì có trong chương 5 về chủ đề bệnh tim của cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Và hãy cho chúng mình biết cảm nhận của bạn về video ngày hôm nay ở dưới phần bình luận, cũng như là like và chia sẻ video cho người thân, gia đình hoặc là bạn bè của chúng ta nếu như mà chúng ta cảm thấy video bổ ích và có giá trị bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo trên kênh của Little Hayley.